Hello, xin chào tất cả các anh chị. Tâm xin giúp các anh chị một buổi chiều tràn ngập niềm thương và những điều tốt đẹp. Hôm nay Tâm sẽ chia sẻ với các anh chị mình là một cái dòng sản phẩm omega 3 mà để mà hỗ trợ và điều trị cái người những người mà bị máu nhiễm mỡ các bạn. Thì sau khi mà Tâm đã lấy cái sản phẩm này về cho người nhà Tâm dùng, ba Tâm là bị máu nhiễm mỡ rất là cao. Cho nên là khi mà Tâm biết được cái dòng sản phẩm này, Tâm mua mua nhà mỗi một tháng là hai lọ nhiều này cho ba Tâm dùng. Mà các bạn biết không, thì đi đi xét nghiệm lại cái tỷ số mỡ trong máu nó đã xuống rất là ổn định đó. Cho nên là hôm nay Tâm mới quyết định là chia sẻ với các anh chị mình về cái dòng sản phẩm này để chúng ta uống vào cơ thể thì cho một cái kết quả cao mà nó an toàn sức khỏe đó. Đấy, cái dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm của CBD của tập đoàn Nga. Mà omega 3 này á, các bạn biết nó, giá của nó thì cũng không có mắc, có hai trăm mấy một lọ mà thôi, cũng không có mắc đó. Mà một lọ như vậy nó có 30 viên thì chúng ta dùng trong vòng một tháng hai lọ là nó vừa đối với những người mà bị máu nhiễm mỡ. Các bạn biết không, khi mà những người bị máu nhiễm mỡ mà dùng thuốc tây á, như ba Tâm uống thuốc tây hoài á, nó cũng đâu có hết đâu, mà nó còn uống hoài suốt đời luôn, máu nhiễm mỡ uống hoài suốt đời luôn, không có hết đâu, mà ăn uống kiêng cữ kiêng cữ tùm lum tùm la trơn mà nó cũng đâu hết đâu. Cho nên là Tâm mới biết được cái dòng sản phẩm này á, được người em giới thiệu thì Tâm mua về, Tâm cho ba Tâm dùng thử thì một tháng sau đi xét nghiệm lại thì thấy cái lượng mỡ trong máu nó rất là tuyệt vời và nó đã giảm đi rất là nhiều. Cho nên là bây giờ Tâm vẫn còn tiếp tục cho ba Tâm dùng thường xuyên, thay vì mình đã dùng thuốc tây thì bây giờ mình biết được cái dòng sản phẩm này nó an toàn thì mình dùng, chứ mình đừng có dùng cái sản phẩm thuốc tây nữa mà mình đổi qua mình dùng cái omega 3 của CBD này thôi đó. Và cái thành phần của nó, các bạn biết Tâm cũng đã tìm hiểu rồi, thành phần của nó là với tác nhân của nó là gây bệnh tim mạch đột quỵ, nhồi máu cơ tim và ngăn ngừa các mảng xơ vữa động mạch, và trị viêm khớp dạng thấp và hỗ trợ điều trị trầm cảm. Là cái sản phẩm này nè, nó hỗ trợ luôn được tim mạch và máu nhiễm mỡ, trầm cảm và omega 3, và nó có tác dụng là hiệu quả đối với những bệnh nhân có chứng cao huyết áp và ngăn ngừa bệnh đông máu, ở bởi omega 3 giữ các tiểu cầu trong kết khối vào nhau, không kết khối vào nhau, giúp ngăn ngừa sự hình thành bệnh đông máu và giảm mỡ trong gan. Nếu bạn cung cấp đủ lượng omega 3 mà cơ thể bạn cần sẽ làm giảm lượng mỡ trong gan và chứng viêm với người bị mỡ gan không do bia rượu, và phát triển não bộ và cải thiện thị lực. Thì cái này có thành phần là mình nó phát triển được cái thị lực luôn đó. DHA là một cái chất dinh dưỡng quan trọng giúp phát triển thị lực và thần kinh ở trẻ, và làm thành phần chủ yếu là chủ yếu của não bộ, võng mạc mắt, và chúng cải thiện được các bệnh rối loạn về thần kinh, Alzheimer, và giúp chống lại bệnh tự miễn, đồng thời hỗ trợ điều trị bệnh blues, thấp khớp, viêm loét đại tràng, bệnh bệnh colomin và bệnh vẩy nến. Thì nó hỗ trợ ngăn ngừa ung thư như là một những như những nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên thế giới. Nghiên cứu cho thấy những người bổ sung liều lượng omega 3 có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư như là ung thư ruột lên đến 55%. Ở bên cạnh đó là omega 3 còn giúp chúng ta cải thiện chất lượng được cái giấc ngủ, tốt cho da, kiểm soát được lượng lượng dầu của da, kiểm soát độ ẩm của da, ngăn ngừa sự tăng lớp sừng của nang lông, ngăn ngừa lão hóa da sớm và ngăn ngừa mụn. Thì các bạn thấy một cái hộp như vậy thôi, đơn giản vậy thôi mà nó rất là nhiều thành phần và nó giúp cho chúng ta cải thiện được rất là nhiều vấn đề về sức khỏe. Thì Tâm không biết các anh chị suy nghĩ như thế nào, nhưng mà Tâm thấy các dòng sản phẩm này nó rất là tuyệt vời, cho nên là Tâm mới giới thiệu các anh chị này. Các anh chị nếu mà muốn tìm hiểu sâu về cái dòng sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ như thế nào và về công ty này kia các thứ, thì các anh chị cứ liên hệ với Tâm. Số điện thoại Tâm là 0933562280. Thì các anh chị sẽ mạnh dạn mà liên hệ với Tâm, thì Tâm sẽ tư vấn cho các anh chị biết về cái tình trạng mà mình bị máu nhiễm mỡ thì mình dùng bao lâu và liều lượng như thế nào. Thì
các anh chị cứ mạnh dạn điện thoại cho Tâm, và các anh chị thấy cái video này hay á, thì nhớ cho bấm nút đăng ký và đăng ký và bấm like, bấm chia sẻ cho những người thân, người nhà hay là bạn bè mình biết, để biết được cái dòng sản phẩm Omega 3 này nó tuyệt vời như thế nào và hiệu quả ra sao. Và các anh chị cứ mạnh dạn liên hệ với Tâm nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo. Bye bye.